Ngày 3 tháng 12, đoàn đại biểu Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh do đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh làm trưởng đoàn đã đến chúc mừng Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ 9, nhiệm kỳ 2022-2027, thành công tốt đẹp và trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng được suy tôn Pháp chủ, Hội đồng chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Cùng đi với đoàn có các đồng chí Trần Kim Yến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Hữu Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, Bí thư Thành ủy thành phố Thủ Đức. Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ tin tưởng với đường hướng hành đạo, đạo pháp, dân tộc, chủ nghĩa xã hội, với sứ mệnh, trách nhiệm và tình cảm, trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ Hội đồng chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam tiếp tục phát huy những giá trị tốt đẹp của Phật giáo, phụng sự Tổ quốc, đóng góp xây dựng đất nước ngày càng hùng cường, nhân dân ngày càng ấm no hạnh phúc. Đồng chí Nguyễn Văn Nên cũng bày tỏ mong muốn Pháp chủ Hội đồng chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam luôn luôn quan tâm đến thành phố Hồ Chí Minh để cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố tiếp tục xây dựng thành phố Hồ Chí Minh có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình. Đáp lại tình cảm của lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh, trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ Hội đồng chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam gửi lời cảm ơn đến Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, đoàn đại biểu đã đến thăm, chúc mừng. Cùng ngày, đoàn đại biểu quận ủy, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận 10 do đồng chí Lê Văn Minh, Bí thư quận ủy quận 10 làm trưởng đoàn, đến thăm và chúc mừng trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng được suy tôn Pháp chủ Hội đồng chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam.